Sau hơn một tháng siết chặt giãn cách, Đà Nẵng đã đi đúng hướng và cơ bản khống chế được dịch bệnh. Từ cơ sở này, thành phố cũng từng bước nới lỏng một số hoạt động. Tuy nhiên, thực tế mầm bệnh đã ngấm sâu vào cộng đồng và nguy cơ vẫn thường trực, nên với mỗi vùng nguy cơ, cần phải ứng xử với các biện pháp phù hợp, tránh chủ quan, buông lỏng. Sau khi thành phố nới lỏng một số hoạt động, những ngày qua, lượng người ra đường đã đông hơn trước. Nhiều hàng quán đã mở trở lại để bán phục vụ mang đi. Nhiều dịch vụ cơ bản khác cũng đã được phép hoạt động. Tuyên truyền khu dân cư không tụ tập giãn cách, ví dụ sinh hoạt cũng phải giãn cách, không có để tụ tập đông. Hơn một tháng tổng lực ngăn chặn dịch, số ca mắc COVID-19 gần đây tại Đà Nẵng đã giảm dần. Toàn thành phố hiện đã có 39 xã phường là vùng xanh. Ở những địa phương này, việc nới lỏng giãn cách lúc này phải song song với các biện pháp phòng chống dịch, bởi giữ vùng xanh bền vững là không dễ. Như ở khu dân cư tôi là hiện nay là vùng xanh, nhưng mà cũng sợ là sẽ lây lan, cho nên là phải duy trì cái tổ mà trực để bảo đảm giữ vững vùng xanh. Chúng tôi thành lập được cái tổ y bác sĩ tại phường, và đặc biệt ở khu dân cư thì là liên lạc với các biết bác sĩ y tá mà hiện nay đang bị hưu hoặc là đang đương chức, để mà hỗ trợ khi người dân ốm đau hoặc có những cái biểu hiện ho sốt tại khu dân cư. Đà Nẵng đã thực hiện 7 đợt xét nghiệm sàng lọc, nhưng mầm bệnh vẫn chưa đứt hẳn ở cộng đồng. Và thực tế đã cho thấy điều đó khi mấy ngày qua, các chuỗi ca bệnh mới lại phát sinh ở quận Hải Châu, rồi tại các khu công nghiệp. Là chúng ta còn có cái nguy cơ các cái nguồn lây trong cộng đồng, rồi chúng ta có cái khả năng các cái ca bệnh mà xâm nhập từ bên ngoài vào. Và vào những thời điểm như thế này là những thời điểm chúng ta vẫn phải thể hiện cái sự quyết tâm của chúng ta và phải thực hiện một cách quyết liệt tất cả những biện pháp mà chúng ta đang đề ra. Đạt được như thế này thì đã khó rồi, nhưng mà giữ được còn khó hơn. Các cái chốt của chúng ta, chốt từ khu dân cư nữa đấy, thì bắt đầu cũng thấy bắt đầu là cũng dễ dãi hơn. Cho nên là đề nghị các địa phương, lực lượng công an, chúng ta tiếp tục phải là làm tốt cái việc này hơn nữa, và làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền cho người dân khi mà có biểu hiện ho sốt là phải báo cáo với lại chính quyền, cơ quan y tế. Đà Nẵng hiện đang xây dựng phương án nới lỏng thêm các hoạt động theo diễn biến mới của dịch bệnh. Song dù với phương án nào thì cũng cần lộ trình phù hợp và các biện pháp phòng chống dịch phải chặt chẽ đi kèm. Trên tinh thần, mỗi người dân cùng ý thức tự giác, chung tay để bảo vệ vững chắc thành quả chống dịch, từng bước đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.